Cô Quý xin chào tất cả các con. Cô xin giới thiệu, cô là cô Trần Thị Quý, đến từ trường mầm non Sao Mai, khu Vịnh Xuân, phường Mậu Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Vậy là cô và các con đã xa nhau một thời gian rất là dài đúng không? Ở nhà các con có buồn không? Chắc hẳn bạn nào cũng rất buồn, nhớ trường, nhớ lớp, nhớ các cô giáo trường mầm non Sao Mai. Chính vì vậy, hôm nay cô Quý sẽ giúp các con ở nhà nhưng vẫn tự học, tự trải nghiệm. Làm được việc này, cô Quý cũng cần sự phối kết hợp của phụ huynh học sinh, chuẩn bị những đồ dùng cần thiết để trẻ được trải nghiệm tại nhà vui vẻ. Hôm nay, cô sẽ dạy chúng mình hoạt động trải nghiệm, tìm hiểu sự phát triển của cây. Trước tiên, vào tìm hiểu sự phát triển của cây, thì cô và các con sẽ cùng nhau làm một thí nghiệm nho nhỏ. Để làm được thí nghiệm nho nhỏ này thì cô Quý chuẩn bị những đồ dùng sau. Một chiếc chậu trong đã có đất, một đĩa hạt sống. Và bây giờ cô cùng các con sẽ cùng nhau làm thí nghiệm nhé. Cô sẽ nhặt những hạt giống này và thả vào chậu gieo. Và điều kỳ diệu gì xoay quanh những hạt giống này từ sau đến 3 đến 5 ngày thì bây giờ cô mời tất cả các con cùng xem nhé. Hạt giống nhỏ bé được gieo xuống lòng đất xốp và ẩm ướt. Chỉ sau vài ngày, hạt giống sẽ phình to ra, lớp vỏ cứng bên ngoài sẽ mềm mại và lứt ra. Hạt giống sẽ mọc ra một mầm nhỏ, đâm thủng lớp vỏ bên ngoài. Đồng thời, những chiếc rễ nhỏ được cắm xuống đất. Mầm nhỏ đang dần chui ra từ lớp vỏ. Chui lên khỏi mặt đất, những chiếc lá non vươn lên đón ánh nắng mặt trời. Trở thành cây non, rễ cắm sâu xuống lòng đất để hút các chất dinh dưỡng. Nhờ có nước, đất, không khí, ánh sáng và bàn tay chăm sóc của con người, cây phát triển rất nhanh, cành lá xum xuê và trở thành cây trưởng thành. Và bắt đầu ra hoa và quả, cung cấp nguồn thực phẩm là hoa quả cho đời sống con người. Vậy là chúng ta đã hiểu như thế nào là sự phát triển của cây rồi đúng không? Bây giờ cô sẽ thử tài các bé yêu bằng cách đặt ra một số câu hỏi và chúng mình cùng tham gia trả lời câu hỏi cùng cô nhé. Chúng mình cùng lắng nghe. Khi hạt được gieo xuống đất, điều kỳ diệu gì sẽ xảy ra? Đáp án thứ nhất, hạt sẽ nằm im. Đáp án thứ hai, hạt sẽ lấy thành mầm. Chúng mình cùng suy nghĩ và trả lời đáp án đúng cho ông bà bố mẹ cùng nghe nhé. Chắc hẳn bạn nào cũng có đáp án đúng cho riêng mình rồi đúng không? Và đáp án của cô chính là đáp án thứ hai, hạt sẽ lấy thành mầm. Xin chúc mừng những bạn có đáp án đúng giống như của cô. Bây giờ xin mời tất cả các con đến với câu hỏi tiếp theo. Khi hạt lấy mầm trở thành cây non, nhờ có gì mà cây trở thành cây trưởng thành? Đáp án thứ nhất, nhờ có nước, đất, không khí, ánh sáng và sự chăm sóc của con người. Đáp án thứ hai, nhờ có cát, sỏi, đá. Chúng mình cùng suy nghĩ nhé. Cô sẽ cho chúng mình 5 giây. 5 giây bắt đầu. Chúng mình đã trả lời câu hỏi đúng cho ông bà bố mẹ cùng nghe chưa nhỉ? Và đáp án đúng của cô chính là đáp án số 1. Nhờ có nước, đất, không khí, ánh sáng và bàn tay chăm sóc của con người. Xin chúc mừng những bạn có câu trả lời đúng. Các con ạ, vậy sự phát triển của cây qua các giai đoạn sau. Giai đoạn gieo hạt. Hạt lấy thành mầm, trở thành cây non. Nhờ có nước, đất, không khí, ánh sáng và sự chăm sóc của con người, cây trở thành cây trưởng thành, cho ra hoa và quả
cung cấp nguồn thực phẩm cho con người. Để thay đổi không khí sơ học ngày hôm nay, cô Quý có một trò chơi rất là thú vị muốn dành tặng cho chúng mình đấy. Chúng mình có muốn chơi cùng cô không? Đó là trò chơi gieo hạt. Trò chơi này ở lớp, ở trường chúng mình đã được cho các cô giáo chơi rất là nhiều rồi đúng không? Và chắc hẳn bạn nào cũng đã biết cách chơi rồi. Và bây giờ cô cùng các con sẽ cùng nhau chơi nhé. Gieo hạt. Lấy mầm, một cây, hai cây, một lá, hai lá, một lụ, hai lụ, một hoa, hai hoa, mùi hương thơm ngát, một quả, hai quả, gió thổi, cây nghiêng, lá rụng, nhiều lá. Chúng mình rất là giỏi. Và các con ạ, trò chơi này đã làm cho chúng mình thoải mái hơn rồi đúng không? Giờ học của cô Quý đến đây là hết rồi. Chúc các con một ngày mới vui vẻ, mạnh khỏe và tràn ngập niềm vui. Cô Quý xin chào tạm biệt.